Hôm qua ở trên mạng có một chị gái đăng video clip là làm nail là dơ bẩn các bạn, và chị ta đã nhận được rất là nhiều ý kiến trái chiều. Chia sẻ trải nghiệm khó nói khi làm nail tại Mỹ gây nhiều ý kiến trái chiều. Thật luôn á, từ lúc mà em qua Mỹ em làm ngành nail rồi em mới cảm thấy thương thợ nail. 90% những người mà làm nail là những người ở dơ. Những cái người làm nail là tự hủy hoại cái móng tay của mình, nói chung là không có tốt mọi người. Đưa cái bàn chân lên cho nó thúi dã man luôn. Mọi người nhìn cái móng tay của em nè, em làm ngành nail vậy chứ em không bao giờ em thích làm nail nha. Kể cả móng chân của em nha, thà là em sơn cái red color thôi chứ em cũng không sơn gel nữa. Nói chung là em muốn để nó natural hơn, em không có thích cắt da luôn mọi người. Tại vì em thấy 90% những người mà làm nail là những người ở dơ. Cái thứ hai nữa là những cái người làm nail là tự hủy hoại cái móng tay của mình, nói chung là không có tốt mọi người. Mà hầu như là những người nước ngoài giống Mỹ trắng như Mỹ đen á, 90% phần đông á là ở dơ. Thật sự mà nói luôn nha, ta nói hả, đưa cái bàn chân lên á, ta nói nó thúi dã man luôn, khủng khiếp luôn, ói luôn. Bởi vì em nói, em khuyên mấy chị mà chuẩn bị đi qua Mỹ làm ơn học cái ngành nghề beauty đi, giống như học nghề nấu mi nè, hoặc là học ngành chuyên về facial đó, hoặc là làm ngành làm đẹp gì đó cho nó trên mặt trên mũi rồi đó, hay làm tóc gì đó nó sạch sẽ nó sang hơn. Ngồi làm nail hả, trời ơi, tao nói ngồi giũa cái móng chân rồi ngồi móc mấy cái xích chân của tụi nó kinh dị. Bởi vì em á, mấy cái chân thúi là em không có làm. Đại khái là ngày hôm nay em ói quá, trời ơi không nghĩ luôn á. Bởi vậy tao nói hả, tao đang suy nghĩ không biết sao mấy đứa mà nó lấy tay hay quá ha. Ôi ôi, tao nói cái chân tay nó thúi dã man luôn. Tôi là tôi có người yêu là tôi quan trọng cái hàm răng với lại cái chân lắm mọi người. Cái móng chân nó phải sạch sẽ, thơm tho, đàng hoàng luôn, đúng không? Để mà cái lúc mà ái ân lem cũng vui vẻ. Trời ơi, cái tụi này hả, chân tay hả, nó thúi dã man rồi. Giờ chuyện mà vợ chồng chăn gối rồi sao ta? Trời ơi, cái khúc đó nó hơi thúi nha. Móng chân đã thúi rồi thì bên trong còn thúi nữa. Thật luôn á, từ lúc mà em qua Mỹ em làm ngành nail rồi em mới cảm thấy thương thợ nail của những cái người mà đi trước á. Họ rất là thương luôn, mà tại sao mà họ có thể làm được, họ chịu đựng được ha. Mà cái ngành nail này kiếm tiền nhiều lắm mọi người. Một ngày có thể kiếm được 100, 200 tiền tiếp á, đại khái vậy nếu như mà làm tốt nha. Còn làm dở ương thì cũng cầm 50 lần như tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, không có muốn mà làm chân thúi đâu má ơi. Nói chung là chân thơm, chân ơi tôi làm. Còn chân ấy ấy thì tôi với bộ tôi đó. Cho nên là em làm chiếc clip này, mấy anh mà chủ thấy cái mặt em đừng thuê em nha. Trời ơi, cái nghề nail ở bên Mỹ nó còn phức tạp hơn cái ngành nail. Sau khi cô gái này đăng video clip lên mạng thì đã có Tim Nguyễn dạy nail đã lên một clip để mà giống như là bóc phốt cô ta. Và sau đó Nhân Lì và Quy Đốc Kỳ cũng đã ra clip để bóc phốt cô ta các bạn. Nhìn cái móng tay của em nè, em làm ngành nail vậy chứ em không bao giờ em thích làm nail nha. Kể cả móng chân của em nha, thà là em sơn cái red color thôi chứ em cũng không sơn gel nữa. Nói chung là em muốn để nó natural hơn, em không có thích cắt da luôn mọi người. Tại vì em thấy 90% những người mà làm nail là những người ở dơ. Cái thứ hai nữa là những cái người làm nail là tự hủy cái móng tay của mình, nói chung là không có tốt mọi người. Mà hầu như là những người nước ngoài giống Mỹ trắng như Mỹ đen á, 90% phần đông á là ở dơ. Thật sự mà nói luôn nha, ta nói hả, đưa cái bàn chân lên, ta nói nó thúi dã man luôn, khủng khiếp luôn, ói luôn. Bởi vì em nói, em khuyên mấy chị mà chuẩn bị đi qua Mỹ làm ơn học cái ngành nghề beauty đi, giống như học nghề nấu mi nè, hoặc là học ngành chuyên về facial đó, hoặc là làm ngành làm đẹp gì đó cho nó trên mặt trên mũi rồi đó, hay làm tóc gì đó nó sạch sẽ nó sang hơn. Ngồi làm nail hả, trời ơi, ta nói ngồi giũa cái móng chân rồi ngồi móc mấy cái xích chân của tụi nó kinh dị. Bởi vì em á, mấy cái chân thúi là em không có làm. Em ói quá, trời ơi không nghĩ luôn á. Bởi vậy tao nói hả, tao đang suy nghĩ không biết sao mấy đứa mà nó lấy tay hay quá ha. Ôi ôi, tao nói cái chân tay nó thúi dã man luôn. Tôi là tôi có người yêu là tôi quan trọng cái hàm răng với lại cái chân lắm mọi người. Cái móng chân nó phải sạch sẽ, thơm tho, đàng hoàng luôn, đúng không? Để mà cái lúc mà ái lem cũng vui vẻ. Trời ơi, cái tụi này hả, chân tay hả, nó thúi dã man rồi. Giờ chuyện mà vợ chồng chăn gối rồi sao ta? Trời ơi, cái khúc đó nó hơi thúi nha. Móng chân đã thúi rồi thì bên trong còn thúi nữa. Thật luôn á, từ lúc mà em qua Mỹ em làm ngành nail rồi em mới cảm thấy thương thợ nail của những cái người mà đi trước á. Họ rất là thương luôn, mà tại sao họ có thể làm được, họ chịu đựng được ha. Mà cái ngành nail này kiếm tiền nhiều lắm mọi người. Một ngày có thể kiếm được 100, 200 tiền tiếp á, đại khái vậy nếu như mà làm tốt nha. Còn làm dở ương thì cũng cầm 50 lần như tôi. Trời ơi, tôi nói thiệt nha, không có muốn mà làm chân thúi đâu má ơi. Nói chung là chân thơm, chân ơi tôi làm. Còn chân ấy ấy thì tôi với bộ tôi đó. Cho nên là em làm cái clip này, mấy anh mà chủ thấy cái mặt em đừng thuê em nha. Ơi
khôn như em á, đủ quê anh đầy, khôn như em quê anh đủ một mớ luôn á, coi như là một mét vuông có bốn con luôn á, nói thiệt, trời, coi như là cái ngành em nó thúi quắc rồi mọi người, nó thúi rồi, nhờ những cái tiktoker mà nó thúi như vậy á, cho nên nó ám vô cái ngành nail, nó thúi luôn mày, nó không còn một cái gì nữa, coi như nó thúi hoác rồi mày. Cứ chỉ trong một ngày những cái fan hâm mộ từ bên kênh Nhân Lì và Thiêm Nguyễn và Quý Rốc Kỳ đã tấn công sập cái TikTok của cô ta các bạn, và cô ta phải lên tiếng xin lỗi là tại vì cô ta lỡ miệng, cô ta bức xúc và cô ta yêu cầu sự tha lỗi từ Thiêm Nguyễn, Nhân Lì và Quý Rốc Kỳ. À, lấy cái Facebook là Nhung Nguyễn, xin lỗi các sinh vì sợ háo thắng, em lỡ xây content không hay, trời không tròn đất cũng chẳng vuông, ai cũng sai phạm một lần. Do lúc mới qua Mỹ bị ép làm nail, hầu như em cứ bị làm chân thúi, chân mũ, chân nóng phèn, cho nên em khuyên mấy các bạn trẻ sau này đừng có qua Mỹ làm nail giống như em nữa. Các bạn thấy mình nói đúng không? Đa số những cái người mà họ qua bên Mỹ mà họ chơi cái nghề nail á, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là họ bị đi làm, họ bị người ta ăn hiếp, cho nên họ chịu không nổi, cho nên họ phải đổi nghề, cho nên họ đâm ra họ ghét cái nghề nail. Nguyên nhân thứ hai là khi mà họ đi làm nail, họ bị người ta giống như là đưa mấy con khách hàng mà giống như là chân thúi này cho làm, cho nên họ bị ám ảnh các bạn. Nói chung là các bạn mới vô nghề thì ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên các bạn phải chịu khó trong những cái năm đầu, giống như mình nè, mình đã đi làm nail 18 năm rồi, mình vẫn thích cái nghề nail các bạn. Các bạn biết không, mình vẫn thích cái nghề nail, mình vẫn đi làm chân bình thường đó. Thì nó thực sự thì mùa hè đó thì có nó rất là nhiều chân, dĩ nhiên là chân thì có người này người kia, chân thì có chân thúi chân thơm, cho nên mình mới bán những cái sản phẩm làm chân LK Pedicure 4 bước. Hiện tại bây giờ các bạn đang coi video clip này á, là Nhân Lì đang on sale nha, 144 đồng một thùng, từ 284 đồng bây giờ giảm xuống còn 144 đồng, on sale cho các bạn đang coi video clip này. Một hộp như vậy á, các bạn làm một cái chân á là từ $55 cho tới $75, chứ đó bỏ vô là thơm luôn. Đây là sản phẩm làm chân được bán chạy nhất nước Mỹ, Nhân Lì đang làm đại lý đó, các bạn thấy không? Các bạn gọi cho Nhân Lì, thấy không? Nhân Lì sẽ giảm giá cho các bạn, free shipping tại nhà luôn. Cho nên á, bây giờ các bạn thấy không, từ cái việc làm chân ra mà bà con mình biết bao nhiêu, kiếm biết bao nhiêu tiền, bán những cái sản phẩm làm chân 4 bước là kiếm biết bao nhiêu tiền luôn, không? Thợ nail thì đi làm chân, những cái người khác thì bán sản phẩm làm chân, sướng quá các bạn, ai cũng có tiền hết, không? Bây giờ mình bán cho các bạn cái này, mình cũng có tiền luôn, đó, ai cũng có tiền, không? Thì nếu như mà các bạn muốn mua sản phẩm làm chân LK Pedicure 4 bước, hãy gọi cho Nhân Lì tại số điện thoại 314-438-7599, tạm biệt các bạn. Hồi xưa một thùng là 284, 72 hộp, bữa hôm nay Nhân Lì on sale một thùng cũng là 72 hộp nhưng mà chỉ còn 144 thôi. Có 3 mùi, thấy không? Mùi xanh da trời, mùi vàng CBD đó. Sản phẩm làm chân LK các bạn. Đó là thấy chưa? Nếu như mà các bạn mua trên 3 thùng, tặng các bạn một cuốn menu sang xịn mịn luôn. Đó, các bạn nhìn cuốn menu sang xịn mịn chưa? Đó, thấy không? Menu vẫn che đàng hoàng. Nếu mà các bạn muốn xài sản phẩm LK, không, đây là sản phẩm đầu tiên được FDA chứng nhận nha, hãy gọi cho Nhân Lì, đang có siêu giảm giá.